Chào các bạn, hôm nay công ty sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu bong bóng hình con thỏ. Dụng cụ cần chuẩn bị như sau: cần có hai cái bóng màu trắng, hai cái bóng màu xanh, một cái bóng màu hồng, một cái ống bơm, một cây kéo, một cây bút lông. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu thấy hay nhớ chia sẻ và like giúp mình nhé.